Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Lột Máy Cưa anh em ơi. Hôm nay lại tiếp tục lên thanh lý, cho anh em. Anh em này, còn nhiều máy lắm, bên em còn nhiều máy lắm. Lên video để thanh lý cho nó hết đi anh em ơi. Giá bên em hôm nay nhá, sập sàn luôn anh em ạ. Hôm nay lên để cho anh em sập sàn luôn. Đánh dấu ký tự là lô chữ A nhá. Và lô ngày hôm nay là toàn là máy mới, chứ không phải là hàng máy bãi đâu anh em nhá. Có máy cưa thanh lý cho anh em này, có máy cắt cỏ thanh lý cho anh em này, có máy có cắt cỏ nhỏ có này, có máy cắt cỏ to để về chuyên đập phát cước rẫy nương nhiều nhá. Anh em khu vực Tây Nguyên thì hãy nán lại xem video ngày hôm nay của bên em nhá. Đầu tiên này, em đánh dấu ấy, em sẽ nói qua hình thức đặt hàng của bên em. Bên em thì không bắt cọc, anh em cọc trước là một này. Và bên em bán máy là đúng như trên video em giới thiệu, máy móc y như trên video em giới thiệu nhá. Đánh dấu ký tự là lô chữ A, A1 này, em có tất cả con máy em đều có. Có cái tờ giấy ký hiệu đây này, như A1 này, A2 này, A3, A4, A5, A6 này. Đấy, tại sao mà em lại ghi cái mã là như thế? Để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ là anh em ưng cái A1 này đi, ưng cái A1 này đi, nhưng mà anh em nói của bên em ấy, bên em lên video rất là nhiều, em không thể nào mà em phân biệt được. Thì bảo là, anh em chỉ cần bảo là chốt cho anh con cái A1 là em biết ngay là anh em muốn mua cái bình điện này, thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Đấy, hôm nay nhá, giá thành chỉ có từ trên 500k đổ đi thôi là cho anh em có một cái máy cho anh em sử dụng rồi anh em nhá. Đấy, anh em hiểu hình thức đặt hàng chưa? Rồi anh em liên hệ trực tiếp cho em vào số DT này, số DT em để dưới màn hình rồi đấy. Số DT của em để dưới màn hình đấy, 0354392929. Đấy. Đầu tiên là lên cho anh em cái A1 này, cái A1 là 590k một cái. Cái bình điện này là bình điện 20 lít nhá. Bình Japa chất lượng cao, bình mới tinh 100% chứ không phải là bình cũ đã qua sử dụng đâu. Hôm nay em thanh lý cho anh em 590k, em bao ship luôn nhá. Em bao ship cho anh em luôn. Đấy, để cho anh em về sử dụng. Con này này sử dụng cái bình điện em còn nhiều lắm, Đấy, đây phần này, cái nắp này này để cho giúp cho cái phần công tác này, cũng như là phần volume này, cũng như là phần sạc này, nó khỏi bị nước nôi nó vào này. Đấy, làm nó thiết kế chất lượng không? Dây đeo của nó thì ở đây nhá. Và bên trong này này, cho anh em nhìn hộ em này, đây, đây là cái lọc rác nhá. Bên trong đầy đủ phụ kiện luôn, đầy đủ phụ kiện như kiểu là cần này, cần là cần rút luôn nhá, đây này, cục sạc này, đấy, và cái khóa này, đấy, cái tay ấy này, bếp xịt này, đầy đủ hết ở trong này luôn. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng như phiếu bảo hành 3 tháng nhá. Cái này em sẽ bảo hành 3 tháng, bình này là bình 20 lít, bơm là bơm đơn. Và cái bình ắc quy là bình ắc quy 8A. Em giới thiệu cho cái bình ắc quy này, cái bình ắc quy anh em tháo là dễ lắm. Đây này, ví dụ là sau này nhá, ví dụ anh em đang xài bình thuốc sâu đúng không? Cái mà chẳng may nhà mình mất điện thì có thể mở cái nắp này ra này, rút lấy cái cục ắc quy ra. Lấy cái bình ắc quy ra, đấy để anh em làm được nhiều thứ nhá, làm được nhiều thứ luôn. Câu thắp đèn, thắp ấy này. Cái này là cái bình ắc quy 8A, kéo ra kéo được luôn nhá. Cái này là rút ra được luôn, và đút lại thôi là nó sẽ ra điện, đút lại thôi và sẽ phun được thuốc sâu. Nó làm bây giờ thiết kế rồi, tiện lợi không anh em? 590k cho một chiếc A1 nhá. Anh em nào chốt đơn thì chốt đơn lẹ đi, ngoài cửa hàng người ta đang bán 7-800. Ngoài cửa hàng người ta bán 7-800, hôm nay em bán 590 rồi. Đây. Điện đóm mẻ nước nôi lên đầy đủ nhá, điện đóm chạy đầy đủ luôn. Hàng tới cho anh em kiểm tra hàng, thanh toán 590k cho cái bình thuốc sâu A1. Đấy. Rồi, qua bình ác A2 này. A2 là một chiếc máy cưa hàng to để về khai thác, hôm nay em bán có 1.150.000 thôi. Bề A2 nhá. Ký hiệu con này là A2, nếu mà anh em muốn mua cái máy này thì bảo là anh muốn mua cây A2 là được. Đây, máy cưa to để về khai thác cắt hạ gốc cây luôn nha. Con này là cây sức Kamatsu K17300, lam sẽ dài là 55cm cho anh em. 55cm luôn nha. Tổng thể độ dài cây lam là 55cm. Lốc hợp kim nhôm. Bô là bô inox. Sử dụng 2 ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13. Anh em cảm thấy thế nào? Một chiếc máy cưa như thế này mà em bán có 1.150.000 thôi. Anh em thấy thanh lý chưa? Đã đủ để thanh lý cho anh em chưa? Chưa đủ. Còn cái chỗ nào rẻ hơn bên em nữa đâu ạ? Còn ở đâu bán rẻ hơn bên em nữa? Máy mới tinh 100%, đập thùng ra nha anh em nhá. Anh em về cắt hạ gốc cây này, cắt tầm trung thoải mái luôn, 30-40cm đổ lại vô tư nhá. Tích hợp. Đó. Đổ em. Ok chưa? Thấy nổ. Ok chưa? Đấy, đã đủ nổ ok chưa? 1.150.000 một chiếc máy này. Đây là đổ xăng pha nhớt này. Cái bình này này đây, nó có ký hiệu đây nhá. Xăng pha nhớt, xăng cộng với nhớt này. Đây là đổ xăng pha nhớt nhá. Và bên trên này là đổ nhớt không này, để nó hút ra, nó bôi trơn bộ lam xích này. Cái này thì hút tự động luôn nhá.
hút tự động luôn, cứ đổ đầy vào cho em là hút tự động ra, nó bôi trơn làm xích. Hàng chất lượng luôn, hàng chất lượng luôn, có mã vạch ký hiệu đàng hoàng này. Anh em nhìn cái mã vạch chưa? Đây, mã vạch ở trên bô này nó cũng thế nhá. Cái mã vạch này ở cái lốc này, này nó trùng luôn cả mã vạch ở trên bô. Nên là anh em cứ lưu ý, nòng con này là 45mm, công suất là 54cc. Đó, 1.150.000. Và bên em đây đang có cái dòng này. Hàng nó cũng chất nòng nó cũng bằng nhau, nhưng mà con này thì nó chất lượng hơn một tí để cho anh em về xài nhiều. Cũng con này đặc biệt tích hợp chủ giật trợ lực nhá. Con này tích hợp chủ giật em đang bán 1.500.000. Nòng của nó cũng là 45mm, công suất là 54cc. Lam vẫn là 55cm nhá. Con này lỗ bô là đặc biệt lỗ bô 3 cửa xả luôn. Nó thoát khí rất là tốt nhá, và nổ nghe vòng tua máy rất là khỏe. Đấy, lốc hợp kim nhôm luôn này, tích hợp đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực nhá. Con này thì nó là hàng chất lượng để cho anh em nào về với tần suất sử dụng nhiều. Ngoài cửa hàng đang bán hơn 2 triệu đấy, ngoài cửa hàng đang bán khoảng 2.500.000 đấy. Nhưng mà hôm nay em bán 1.500.000 thôi. Hôm nay em xả cho anh em 1.500.000 thôi. Anh em nào không mua của bên em thì còn mua ở đâu nữa. Muốn mua máy giá rẻ chỉ mua máy của bên em thôi nhá. Mới tinh 100% A3 cho con máy này đây. Đó. Ok chưa? Đó. Nó tích hợp chụp giật trợ lực nên là giật nhẹ nhàng lắm. Anh em nào muốn máy hàng chất lượng một tí xíu nhá, thì chốt cho em cái con A3 này. Đấy, hai chiếc máy cưa em đã giới thiệu qua rồi. Và bây giờ thì qua ba cái máy cắt cỏ này. Bây giờ qua ba máy cắt cỏ là A4, A5, A6. Anh em là khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực trên cao bằng Lạng Sơn, khu vực mà đi làm rẫy nương nhiều nhá, thì tham khảo ba cho em cái mẫu máy cắt cỏ này. Không ngon không lấy tiền, không ngon không lấy tiền nhá. Đầu tiên để cho anh em cái con máy cắt cỏ nòng 36 ly, hôm nay em để cho có 1.400.000 thôi. Hôm nay em để cho 1.400.000 thôi. Đấy, con này này, con này này, tum là tum côn lớn luôn nhá. Đấy, và tum côn anh em nhìn làm chất trắng đâu, chất lượng không? Con này nặng 5.5 kg. Con này ấy, con này nó phân khúc tầm trung về để cho anh em đi phát dao. Phát dao nhưng mà phát cước vẫn được nhá, phát cước vẫn được. Đấy, nòng 36 ly, công suất là 33cc dòng này nhá. Ăn xăng em cho luôn cây máy. Ăn xăng em cho luôn cây máy. Con này một ngày ăn tầm khoảng 2.5 lít xăng trên một ngày thôi. Chân trống là chân trống sắt luôn. Máy mới tinh 100% nhá. Máy mới tinh 100%. Hôm nay em bán 1.400.000 cho anh em thôi. Anh em ra ngoài cửa hàng em đảm bảo luôn người ta đang bán hơn 2 triệu một con máy này. Em đảm bảo luôn người ta đang bán hơn 2 triệu một con máy này. Hôm nay em bán 1.400.000 thôi. Anh em biết là cái bên em bán hàng là nó đủ uy tín thế nào rồi. Bên em bán lâu năm lắm rồi. Bán về cái mảng online thế này là uy tín lắm rồi. Anh em nhìn kênh của em, anh em lượng follow là biết đúng không ạ? Lượng follow là biết đây. Chắn cỏ cũng như là đầu bò ấy của nó đây nhá, đầy đủ hết ở đây. Đây tay ga bộ này, phần cùm cần này nó làm rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, đây có cái cao su này giảm nhún lò xo này để tránh này bị gãy, tránh bị gãy cái phần cần. Đó. Con này là Fukiwa 330, 1.400.000 một chiếc. Con này thì để cho anh em nhỏ nhẹ, anh em về cắt gia đình nhá. Và cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng, cắt cỏ cho bò ăn, cắt cỏ cho cá ăn, hoặc là anh em mua cho phụ nữ người ta đeo. Anh em là mà già không đeo được, lớn tuổi đấy. Già thì hơi quá, nói lớn tuổi rồi. Anh em đeo máy to kia không được thì có thể lấy cái máy nhỏ này nhá. Đây em đổ cho nghe này. Đấy, con này thì nó là hàng máy nhỏ mini để cho anh em về sử dụng gia đình. Sử dụng gia đình nhá. Đấy, con này nếu mà anh em đi phát cỏ gia đình là thoải mái luôn đấy. Đấy, và bên em đây đang có cái mẫu hàng A5 là một chiếc hàng to để cho anh em về chuyên sử dụng đập phát cước. Hàng to chuyên sử dụng đập phát cước, hàng này là hàng Humana 541, nhưng mà hàng này thì là loại 2 thôi, chứ không phải hàng Thụy Điển đâu anh em nhá. Hôm nay em bán thanh lý cho anh em có 1.950.000. 1.950.000 một chiếc, nòng 40mm luôn, công suất là 41cc. Ăn xăng cho luôn cây máy. Con này ăn xăng cho luôn cây máy nhá. Đấy, một ngày con này ăn ấy, nếu mà anh em đi phát cước ăn một ngày tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày. 3 lít xăng trên một ngày nhá. Đấy, chân trống cũng là chân trống sắt luôn này, máy mới tinh 100% luôn anh em, tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Đó, tay ga này, đó, phần tum côn này nó làm rất là chắc chắn và chất lượng, nhìn giống y không khác gì một con Thụy Điển. Không khác gì một con Thụy Điển luôn. Đó, và linh kiện của con này cũng như là linh kiện của con Thụy Điển hoàn toàn thế có ráp qua cho nhau được. Đấy, con này đây, tay ga của nó đây. Bộ ấy đây, đầu bò. À, đầu bò này là đầu bò. Đầu bò chống cuốn dây đầy đủ nhá. Đầu bò cái này là đầu bò chống cuốn dây này. Dây nó không bao giờ nó nhét vào đây được. Đấy, đúng không? Dây nó không bao giờ nhét vào đây được. Con này thì công suất lớn đấy. Công suất lớn để cho anh em đi phát thuê, phát mướn này, hoặc là anh em nào rẫy nương nhiều nhá.
Cân này con cân nặng con này là tầm khoảng 7,5 kg. 7,5 kg con A5 1950 1.950.000. Em bao ship cho anh em luôn. Em bao ship cho luôn để cho anh em lấy máy về anh em sử dụng. $950,000 cho một chiếc máy cắt cỏ nòng lớn để cho anh em chuyên về đập phát cước. Lấy con này sẽ theo kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. Nếu mà anh em lấy một trong ba máy cắt cỏ này đây, lấy con A4 này, A5, A6 thì em sẽ đều tặng kèm 5 món phụ kiện kèm theo như thế để cho anh em về anh em sử dụng được luôn nhá. 1.950 cho một chiếc máy A5. Con này thì hàng máy to nhá, còn cái hàng này thì hàng siêu khổng lồ này. Đấy, hàng này thì nó là hàng cho anh em đi phát thuê. Anh em nào mà muốn đi kiếm cơm ấy, hàng ngày là hàng Kaiper TG53 nhá. Con này thì nòng siêu lớn luôn, nòng của nó là 44 mm anh em ạ, 44 mm luôn nhá. Đấy, của nó là 44 mm đấy anh em. Con này cân nặng tầm khoảng 8,5 kg anh em nhá. Tích hợp tum côn lớn rất là dày dặn và chắc chắn cho anh em luôn. Tay ga là tay ga cải tiến rồi, bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi, thấy không? 2,7 triệu thôi. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này tầm khoảng 3,5 triệu một con. 3,5 triệu một con, nhưng mà hôm nay em bán 2,7 triệu cho anh em thôi. Anh em thấy ok, máy mới tinh 100% luôn anh em nhá. Đây cho anh em nhìn này, nó làm này, nhìn cái phần cùm nó làm cũng là chắc chắn luôn nhá. Ống cần dày, ống cần 28, ống cần dày 2 ly. Đấy, và cái này là cũng đầu bò chống cuốn dây nhá, làm cái đầu bò rất là dày dặn và chắc chắn này. Anh em nhìn thiết kế cái đầu bò nó làm chắc chắn không? Đấy, dòng này thì nó là hàng siêu khỏe rồi. Anh em sử dụng những con máy mà Kawasaki TG53 rồi ấy, nó như thế nào ấy, thì con này khỏe y hệt như thế. Con này nhá, một ngày ăn tầm khoảng 3,5 lít xăng thôi. 3,5 lít xăng trên một ngày. Đấy, anh em về phát thuê phát mướn thì lấy cho em hẳn cái con to khỏe nhà anh em về phát. Anh em nào mà rẫy nương nhà anh em nhiều ấy, nhà 5, 6, 7 hec, chục hec ấy, đấy thì lấy cho em hẳn cái con khỏe này đi, về chuyên đập phát cước nhá. À, anh em là có đang tìm cái máy để về đến nữa, anh em đào rãnh được ấy, thì lấy con này cho nó khỏe, nó đào được cả rãnh đất luôn anh em luôn. Đấy, rãnh đất chôn dây chôn ống nước đồ linh tinh. Đó. Nổ cho nghe nghe này. Đó, 2,7 triệu cho con máy này, em bao ship cho anh em luôn. Rồi, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là tất cả các mặt hàng của bên em. Máy cắt cỏ, máy cưa xích, bình điện. Anh em nào ưng cái mã nào thì liên hệ cho em để chốt đơn nhá. Để lại cho em xin thông tin, địa chỉ và số điện thoại, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán giúp em anh em nha. Đấy, vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.